Dạ, thiết bị y tế Bình Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị y tế Bình Gia xin giới thiệu đến mọi người một máy ép hơi ngắt quãng của hãng Venlo Philips. Thì máy này dùng để mình ngăn ngừa ứ trệ máu ở tĩnh mạch. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy. Thì ở ngoài sau máy thì nó sẽ có một cái thanh như vậy, dùng để mình máy vô cái đầu giường của mình. Thì cái thanh này mình có thể tăng đưa tùy vào cái đầu giường. Thì mình để mình tăng đưa thì mình sẽ ấn vào cái nút này, mình sẽ kéo ra vô theo cái chiều mà mình, theo cái độ rộng mà mình mong muốn thì mình sẽ sử dụng. Tiếp theo á thì mình sử dụng cái máy này á thì mình sẽ kết nối nguồn điện, thì mình sẽ kết nối ở đây phụ kiện của máy á, thì sẽ có hai ống để mình kết nối với bao chi. Thì hai cái bao chi này thì mình sẽ là kết nối với máy. Và hai cái đầu này á, thì hai cái ống đầu ống này thì mình sẽ kết nối với bao chi, thì mình sẽ gắn vô cái hai bao chi ở đây. Rồi, tiếp theo khi mình sử dụng thì nó trên màn hình nó sẽ có ba nút, một là nút tắt mở nè, hai nút là mình cài đặt thời gian, còn cái nút bên đây thì mình sẽ chuyển chế độ. Cái này mình sẽ thứ hai chế độ, một là chế độ nhanh với chậm, cũng như là mình khi mình sử dụng chế độ tức thời hoặc là chế độ ngắt quãng. Thì để mình mỗi lần sử dụng thì mình sẽ mở máy lên. Rồi. Khi mình mở máy lên thì máy nó sẽ chạy. Đây là màn hình hiển thị của nó. Là do là khi mình kết nối với bao chi thì máy nó mới hiển thị lên cái phần trăm nó bơm. Cái này là màu xanh, đó là máy đang sẵn sàng nhé. Dạ. Và sau đây là em đã hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Dạ. Cảm ơn mọi người đã xem clip.